máy vào cao tốc đã đến lúc phải xử thật nghiêm, phạt thật nặng. Thưa quý vị và các bạn, một tin rất buồn vào những ngày đầu năm mới khi cao tốc Nội Bài - Lào Cai lại xảy ra tai nạn, làm 4 người tử vong do xe máy chạy ngược chiều đối đầu với ô tô. Điều đáng nói là trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khi xe ô tô tải chở rác đối đầu với hai xe máy đi hướng ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tối 14 tháng 2 vừa qua, 4 nạn nhân có tuổi đời mới chỉ từ 13 đến 18 tuổi. Và trong số này có 2 nạn nhân đang là học sinh lớp 7 và lớp 9 của 2 trường học trên địa bàn huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đây không phải là lần đầu tiên ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai xe máy leo lên cao tốc rồi đối đầu với ô tô gây tai nạn thương tâm như thế này. Và xe máy leo cao tốc rồi gây tai nạn cũng là chuyện khá phổ biến với nhiều tuyến cao tốc khác trên cả nước. Đặc biệt là đại lộ Thăng Long dài hơn 30 km, đi qua 2 quận và 3 huyện nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 21A cũ. Chỉ riêng trong 6 tháng cuối năm 2023, đại lộ này đã có 52 trường hợp xe máy leo cao tốc bị cơ quan chức năng xử lý, phạt tiền 235 triệu đồng. Thậm chí cảnh sát giao thông Hà Nội đã phải thành lập một tổ công tác đặc biệt để chuyên xử lý tình trạng này. Việc xe máy bất chấp nguy hiểm tính mạng leo lên các tuyến cao tốc lâu nay là một ví dụ sinh động nhất cho câu slogan "Nhanh một giây, chậm một đời" của ngành giao thông. Và thực trạng này được nhiều chuyên gia giao thông ví là bệnh nan y của giao thông Việt Nam vì kéo dài đã rất nhiều năm. Nguyên nhân của bệnh nan y trước hết đến từ sự thiếu đồng bộ của hạ tầng giao thông, từ việc chưa nghiêm trong kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng. Tuy nhiên quan trọng hơn cả vẫn là sự thiếu ý thức, liều lĩnh, bất chấp tính mạng bị đe dọa và cả sự ngông nghênh của một bộ phận người dân. Bằng chứng là đã từng có rất nhiều vụ, những cô cậu sau khi leo được lên cao tốc bằng xe máy đã quay clip, chụp ảnh đăng mạng xã hội để khoe như một chiến tích thay vì lấy đó làm xấu hổ. Thời gian qua đã có rất nhiều cuộc tọa đàm, họp bàn từ cấp địa phương nơi có các cao tốc đi qua cho đến cấp cao hơn để tìm các phương thuốc hữu hiệu cho bệnh nan y xe máy leo cao tốc. Và một trong những giải pháp được nhà quản lý, các chuyên gia giao thông đề xuất nhiều lần là cần có những chế tài mạnh hơn nữa như tạm giữ phương tiện, tăng mức tiền phạt lên gấp nhiều lần, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp cố tình vi phạm gây tai nạn giao thông. Bởi theo Nghị định 123, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc chỉ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, ngoài phạt tiền, người điều khiển phương tiện cũng chỉ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Còn theo Điều 601 Bộ Luật Dân sự năm 2015, những trường hợp xe máy cố tình đi vào cao tốc, đi ngược chiều như vụ tai nạn vừa xảy ra, người điều khiển xe máy và hàng thừa kế cũng chỉ bồi thường thiệt hại. Tóm lại, mức phạt tiền và bồi thường thiệt hại đối với xe máy cố tình leo cao tốc theo luật hiện hành vẫn chưa đủ sức răn đe đối với người vi phạm. Tuy vậy, đến thời điểm này, những đề xuất này vẫn chỉ là đề xuất. Trong bối cảnh như hiện nay thì xử thật nghiêm, phạt thật nặng là giải pháp khả thi nhất cần được cơ quan chức năng tính đến, song song với kiểm tra, kiểm soát, nâng cao nhận thức để không còn những vụ tai nạn thương tâm như vừa xảy ra ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chặn đo nồng độ cồn, náo động cõi mạng dịp Tết nhưng bình yên cả xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thay vì chứng kiến, nghe nhìn thông tin rất buồn về những vụ tai nạn thảm khốc trong những ngày Tết, thì năm nay phần lớn là tin kháo nhau về số vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn. Khắp nơi, công an đều siết chặt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý người tham gia giao thông sau khi uống rượu bia. Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 200 tỷ đồng trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó hơn 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Ngoài các địa phương siết chặt việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Nghệ An, thì cảnh sát giao thông ở một số tỉnh còn phối hợp với công an huyện, xã, tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn về tận các làng xã, đường quê, kiệt hẻm. Việc kiểm tra thổi nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy thậm chí diễn ra từ sáng sớm.
Đây chính là những thông tin, hình ảnh gây náo động mạng xã hội mấy ngày qua. Tranh cãi về hiện tượng này cũng diễn ra gay gắt, sôi nổi, kéo dài. Ai cũng thật có lý khi bảo vệ quan điểm của mình, nhất là dịp Tết cổ truyền. Việc thăm hỏi chúc tụng nhau bằng ly rượu mừng đã trở thành nét văn hóa lâu đời. Đặc biệt hình ảnh cảnh sát giao thông đón lõng đầu làng, thổi nồng độ cồn từ sớm tinh mơ, đuổi bắt hoặc cứng nhắc trong xử lý một số trường hợp đã trở thành cớ chính đáng cho nhiều phản ứng của người dân. Cảnh sát giao thông cần điều chỉnh. Nhưng nếu nhìn vào con số hơn 200 vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia làm chết và bị thương gần 300 người trong năm 2023 thì mới giật mình. Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết 2024 đã kéo giảm rõ rệt về số người chết do tai nạn giao thông. Trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với 7 ngày nghỉ Tết 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm gần 25%. Đó là chưa có thống kê, so sánh khác về việc giảm thiểu các vụ gây gổ đánh nhau, thậm chí sát hại nhau do rượu bia quá chén. Người dân đã được bình yên, vui khỏe trước tay lái trên các nẻo đường hồi hương, du lịch, thăm viếng ngày xuân. Không uống bia rượu kém vui, nhưng quá chén gây tai nạn chết hàng trăm người thì nỗi buồn là cấp số nhân. Chưa kể các hệ lụy khác cho những gia đình có người xấu số. Không ai phủ nhận việc thiếu chén rượu nồng đầu năm sẽ kém vui, nhưng cũng chưa ai đưa ra giải pháp tốt hơn để kiểm soát được việc lạm dụng khi sử dụng rượu bia, dừng được các cuộc vì vui mà quá chén. Tết xưa chúc tụng say xưa bởi rất hiếm gia đình có phương tiện ô tô, xe máy cá nhân. Nhưng bây giờ ô tô, xe máy nhiều hơn số đầu người nên ứng xử luật pháp phải điều chỉnh khác. Cấm tiệt bia rượu khi lái xe có ảnh hưởng tới nét văn hóa truyền thống, nhưng cũng giúp hạn chế rất nhiều những thói xấu như ép nhau cạn ly, chê trách nhau không uống ly rượu, bia được mời. Văn hóa truyền thống cũng phải phù hợp với thời đại, phải gạt đục khơi trong. Vì vậy, dù có náo động mạng xã hội về những phản ứng trái chiều, thì việc siết chặt kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông thời điểm này là cần được ủng hộ bởi đã đem lại bình yên cho xã hội. Điều tra vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ở Lâm Đồng tử vong tại cơ quan ngày mùng 5 Tết. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Nga tử vong tại cơ quan vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hôm qua, Công an thành phố Bảo Lộc vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông VT, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc tử vong tại cơ quan. Thông tin ban đầu cho biết, trong ngày 14 tháng 2, một số cán bộ thuộc xã Lộc Nga đến cơ quan trực Tết thì phát hiện ông T tử vong tại nhà vệ sinh của cơ quan trong tư thế treo cổ. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau đó, Công an thành phố Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ông T là Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bảo Lộc, sau đó làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Nga nhiệm kỳ 2021-2026. Theo một số cán bộ tại xã Lộc Nga, gần đây ông T không có biểu hiện gì bất thường.